cái cột này cũng bằng điện thoại luôn đó, những cái điện thoại kích cỡ khác nhau đó. Nhưng mà địa đặc điểm chung của chúng đó, nó là đều sử dụng từ cái chiếc điện thoại iPhone. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay vào một buổi chiều mưa gió và thời điểm bây giờ là 4 giờ chiều thì cũng cố gắng công việc sắp xếp thời gian. Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Mân Thích của tỉnh Vĩnh Long để tìm về nhà một người chú. Một cái chuyện này nó rất là độc lạ luôn. Vì hiện nay việc mà làm hàng rào để bảo vệ nhà đó thì có rất là nhiều người sử dụng như là cây nè, rồi gỗ cây xanh nè, rồi gỗ nè, thì hoặc là những cái xây những cái bức tường bằng gạch. Rồi ở gần đây nhất thì ở Phú Quốc lại có một cái chú đó xây cái hàng rào bằng những cái chiếc tivi, và đó là một điều độc lạ ở trong nước Việt Nam. Nhưng hiện nay có một chú này xây cái tường rào ốp không phải là bằng đá mà bằng điện thoại iPhone. Vậy thì tại sao chú lại có một ý tưởng độc đáo đó như thế? Thì mời cô bác quý anh chị cùng chiêm ngưỡng trước về những cái vỏ điện thoại, những cái chiếc điện thoại iPhone được làm hàng rào nha. Thì ở nước ngoài thì sử dụng iPhone để chọi, để ném chơi, đựng thi đấu rất là nhiều kiểu, nhưng mà sử dụng điện thoại làm hàng rào thì chưa bao giờ có. Và đây cô bác quý anh chị xem nè, cái cánh cổng hàng rào phía bên phải thì đây có rất là nhiều những cái chiếc điện thoại. Đây là những cái chiếc điện thoại luôn nha. Bùi Hồ cứ nghĩ là cái đó, đây là những cái chiếc điện thoại chứ không phải là cái nắp lưng không. Đó, rất là nhiều luôn, rất độc đáo đúng không? Từ đây đến đây thì có iPhone S nè, iPhone 5 nè, iPhone 6. Đó, rất là nhiều màu, màu vàng, màu đen, màu xám, trắng. Đó, kể cả bên đây luôn nè. Bên đây thì nó kéo dài đây đó, đây lại đằng kia thì khoảng tầm đây khoảng tầm mười mấy 20 mét đó. Và ở trên đây thì có những cái cột này cũng bằng điện thoại luôn đó, những cái điện thoại kích cỡ khác nhau đó. Nhưng mà địa đặc điểm chung của chúng đó, nó là đều sử dụng từ cái chiếc điện thoại iPhone chứ không phải là những cái hãng khác. Cái phần mà tường hàng rào đó thì ở dưới này lên tầm khoảng 1 mét hơn, khoảng 1 mét rưỡi. Cô bác quý anh chị thấy cái cách bố trí rất là độc lạ luôn. Ba hàng rồi xếp đứng một cái dài điện thoại xếp ngang. Còn ở cái bức tường này, ở cái ngăn bên đây thì chú lại xếp xéo coi như là một cái hình lục giác. Còn phần ở đây thì chú lại xếp dọc đan xen với nhau, nhìn rất là đẹp. Bên đây nè, đặc biệt bên đây bên đây thì chú lại xếp theo một cái mảng đôi, hai chiếc một cặp, hai chiếc thành một cặp, và mảng đôi hình vuông rất là đẹp luôn. Đây đó, những cái ý tưởng phải nói là rất độc đáo phải không cô bác quý anh chị? Khó kiếm cái một cái hàng rào nào mà nó lại độc đáo giống như vậy. Nhà của chú thì đây là nhà vườn, là nhà vườn nên đất rất là mát. Đây nhà của chú đây. Đây cái cột này thì một vách nè, một vách bên đây nè, đây là hai vách nè, dán ba vách nè, và luôn cái phần bên đây thì là bốn vách. Rất là tỉ mỉ chứ. Cái này việc mà làm cái này không phải là bình thường đơn giản đâu, mà việc kêu thợ làm cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Ở đây vừa hồ để ý xếp rất là đẹp. Và ở đây có một cái này. Phải của wifi của nhà chú không ta? Không hút thuốc. Thì cái công việc mà sưu tầm
hàng nghìn cái chiếc điện thoại iPhone như thế. Thì chú sưu tầm như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để biết về cái câu chuyện của chú nha. Dạ trước tiên thì con chào chú nha. Thì chú ơi, chú có thể cho con biết là chú tên gì và bao nhiêu tuổi ha? Tôi tên Tấn, năm nay tôi 53 tuổi. Dạ. Cái ngôi nhà của mình thì cất lâu chưa chú? Hàng rào này làm cũng được 4 tháng rồi. Dạ, còn ngôi nhà mình thì trước đây cũng có lâu rồi. Lâu rồi, ngôi nhà thì lâu rồi. Dạ. Hàng rào mới xây đây mấy tháng. Dạ, hiện nay thì chú ở với... Bà chị trong gia đình, cha mẹ mất hết rồi. Dạ, vậy là còn chú với lại chị. Vì sao lại chú lại có ý tưởng là rất là độc đáo là sử dụng những cái chiếc điện thoại làm cái hàng rào của mình? Như cái ý tưởng này là của con cháu tôi Minh Hiền, nó ở trên thành phố, nó làm về điện thoại iPhone với iPad nè. Nó mới suy nghĩ ra cái ý tưởng này, rồi nó về nó nói với mấy bà chị để con xây cái hàng rào lên, gắn ốp lưng điện thoại iPhone đồ. Thì gia đình lúc đầu gia đình nói trời làm chi tốn tiền, nó đâu có đâu, rồi nó mướn thợ về xây ra, rồi xiên nghĩ ra nó thiết kế cái ý tưởng nó lên từ lâu rồi, rồi về đây mới mướn thợ làm. Cái chiều dài của cái hàng rào của mình là khoảng bao nhiêu mét hả chú ha? 20 mấy mét. Dạ, vậy thì lúc đó mình xây thì thời gian bao lâu nó mới hoàn thành cái bức tường rào của mình? 1 tháng. Dạ. Nếu mà xây cái bức tường không á thì nhanh, bức tường không thì xây dựng từng lễ. Dạ. Còn cái công phu ốp lưng iPhone đồ vô mới là lâu. Dạ, vậy thì lúc 1 tháng, trong vòng 1 tháng đó là bao nhiêu người thợ làm hả chú ha? Ba người thợ. Vậy thì công tiền công của nó là khoảng bao nhiêu tiền? Vừa tiền công, tiền gạch, rồi tiền cát, tiền xi măng với tiền ốp lưng điện thoại không là 250 triệu. Ồ, 250 triệu cái hàng rào. Cũng khá là đắt ha chú ha. Vậy thì cái hiện nay thì cái hàng rào của mình là được ốp bao nhiêu cái điện thoại iPhone? 2100 mấy chục cái, gần 2200 cái. Em cứ một cái ốp lưng điện thoại này là Minh Hiền nó mua ở trên thành phố là cứ 30.000 một cái. Dạ. Vậy là cái hàng rào này là chủ yếu là ốp lưng điện thoại thôi. Ừ. Chứ không phải là nguyên cái nó còn nó đã qua sử dụng rồi. Ừ. Dạ, rất hay. Khi mà mình thiết kế cái hàng rào như thế này thì có nhiều người ta lại hỏi hay là tham quan chụp hình không chứ? Có. Lúc mới xây xong thì chưa ai biết hết đó. Bắt đầu khoảng một tuần sau bắt đầu người này truyền miệng người kia, rồi bắt đầu nhiều người ta vô đây người ta chụp hình, rồi ở ngoài bên báo Thanh Niên, rồi bên đài truyền hình gì bên Đồng Tháp cũng có qua đây, rồi đài truyền hình Vĩnh Long đồ qua đây chụp hình đồ. Dạ. Lúc mà thợ xây đó chú kêu họ ốp bằng những cái thiết bị iPhone như thế thì họ có ngại không? Có chứ em, thì lúc đầu người ta ngại, người ta sợ người ta làm không được á, nhưng mà rồi cháu tôi là Minh Hiền á, nó đứng ra nó chỉ làm. Dạ. Vòng vòng ở đây thì ở miền Tây của mình thì hàng rào thì đa số là làm bằng những cái cây cảnh nè, rồi những cái gỗ hoặc là những cái bê tông sắt bình thường. Thì lúc đầu người ta có nói mình cái ý tưởng mình nó coi như là nó kỳ dị lắm không? Không có ai nói đây, ai đi ngang đây cũng khen thôi. Mấy người mà đi ghe cát, ghe đá đổ với sông nè, ta cũng chạy chậm lỡ để người ta nhìn, người ta chụp hình nữa. Nói chung là con cũng thấy nó rất là công phu. Nên hôm nay con đến đây con mới tìm chú. Và con có điều đặc biệt là cái ý tưởng mà để mình sắp xếp những cái chiếc điện thoại đó là ý tưởng đó từ cháu của chú luôn hả? Ý tưởng mà sắp xếp từng cái miếng ốp lưng điện thoại là ý tưởng của Minh Hiền cháu tôi. Dạ. Nó đứng chỉ thợ làm. Dạ. Ồ, quá độc đáo luôn. Chú ngày xưa giờ chú có gặp những cái hàng rào nào mà nó tường nào nó khác của mình không?
chưa độc đáo hơn của mình không? Từ xưa giờ tôi đi cũng nhiều chỗ lắm rồi đó, nhưng mà tôi chưa thấy có cái hàng rào gia đình nào mà làm cái ốp lưng điện thoại như vậy hết. Dạ. Rồi con cảm ơn chị chia sẻ cô chú rất là nhiều nha. Thì con hôm nay con đến đây chúc gia đình sức khỏe, và đặc biệt là chúc gia đình chú làm ăn phát tài, có nhiều khách tham quan, có thể sau này nó sẽ trở thành một điểm đến du lịch. Tính sau này xây nhà xong rồi, năm sau nữa là xây căn nhà mấy ngoài sau cũng đường mới mở, em cũng làm như vậy, nhưng mà làm cái kiểu khác hơn nữa. Dạ. Quá độc đáo. Con cảm ơn chú nha.